Vâng, em Đô xin mến chào đội bác nhá. Và trong clip này tiếp tục lại về thêm một lô Migro bãi Bayer vỉ tím tay da cá đẹp xuất sắc của anh em cũng như bác. Thì số lượng hôm nay về rất là nhiều anh nhá. Số lượng riêng này em về một lô này thôi đồng bộ. Tất cả Bayer 780S hết. Thì tổng lô này về được tầm độ 80 bộ anh nhá. 7-80 bộ ở đó. Hàng trong tình trạng đẹp tuyển chọn của bác anh em đây ạ. Thử tay này. Ấy ơi, Thịnh ơi giúp anh với. Em bóc cái này ra cho anh này. Thì nói đến những dòng Micro nói chung thị trường những hàng mới thì bên em đang bán full các hãng rồi. Thì các bác đến với các anh em có biết rồi. Nhưng nói đến hàng bãi thì bên em số lượng về cực kỳ khủng luôn. Liên tục những lô Micro lớn về phục vụ anh em. Thì riêng nói dòng Micro bãi bên em về hàng ấy chỉ về những dòng cao cấp thôi. Thì trước mắt các bác đây là dòng Micro Bayer 780S phiên bản Bayer vỉ tím. Nhà em chỉ riêng Bayer là em chỉ bán vỉ tím thôi nhá. Vì dòng vỉ tím là dòng đời cao nhất của dòng phân khúc Bayer. Và cái hai cái chất mix của nó ra rất là hay. Cái này được khẳng định là bao nhiêu năm nay rồi, 7-8 năm nay bán hàng rồi các bạn. Thì đây là những lô Micro cuối cùng phục vụ Tết cho các bác đến ngày hôm nay. Nhà đến quay clip này là gần như là từ gần Tết còn hơn 2 tháng thôi. Thì em cũng có nhập được thêm 1-2 lô to thôi, là còn những cúc chả có hàng nữa. Nên là anh em có nhu cầu mua sắm âm thanh thì liên hệ Micro nhá. Thì những bộ Micro như hôm nay em đang quay cho bác đây là những bộ đẹp như ngày hôm nay em đang quay đây, thì trên thị trường anh em đang bán mức giá khoảng 2,4-2,5 triệu một bộ. Thì đến với Micro thì em chỉ bán mức giá là 1.950.000 đồng bộ nhá. 1.950.000 đồng bộ là bác có một bộ Micro bãi Bayer vỉ tím đẹp tay da cá đẹp xuất sắc như thế rồi. Giải tần nó lên là 740 và 790 UHF nhá. Giải tần tại sao em muốn đi cứ lần nào em quay em phải tập trung vào cái giải tần này, vì giải tần này là giải tần cao nhất, nó có rất nhiều tính năng, đó là đo tự do tần số dòng sạch này. Đấy. Tự do tần số dòng sạch này, cái thứ hai nữa là dòng mic đời cao này, cái tí mic nó dày, nó hay, nó bay. Không nhá. Nếu mà để các bác cái tầm tiền này bác mua ấy thì hiện tại trên thị trường bác mua những bộ Micro hàng mới bây giờ, hàng mới nhập khẩu luôn ấy, mở phân khúc khoảng hơn 3 triệu giật về thì cái chất âm mic ấy thì không thể bằng những bộ bãi em đang quay được, kể cả em đang bán hàng mới thật. Không bao giờ được bằng được các bạn. Tại vì sao ạ? Vì các bác mua những bộ Micro Bayer em đang quay đây mà hàng mới thì giá anh quay các bác bỏ chi trả ra khoảng độ gần 5 triệu 6 triệu hoặc 7 triệu tùy theo hãng không nhá. Đấy, tùy theo model hãng. Đấy, để chi trả để mà mua những bộ Bayer vỉ tím mà đẹp như em đang quay đây. Đấy, nghĩa là mua hàng mới. Còn hàng bãi thì rẻ được 6-70% rồi. Thì đối hàng Bayer ấy rồi, cái màn nó nét thì cái màn nó rất là dịu quá nhá. 6 số nhá. Có tự ngắt ạ. Lô này tất cả mà mặt phay trước mặt phay nhôm 100%, model là Bayer BS780. Đấy, UHF 200 Chandler. Vỉ sử dụng là vỉ tím, hai hộp sóng lớn, cái vỉ to gần bằng đầu luôn các bạn. Gần tràn ra vào đầu thu này. Nên em quay này tổng quan các bác nhìn được thấy là cái ruột nó rất là đầy nha. Cái hàng cao cấp thì bác nhìn ruột nó là gấu rồi. Bác nhìn hàng ruột gấu là gì? Trong Bayer thì tất cả nó sử dụng, tất cả con thạch anh này, các IC nó sử dụng là một, như đếm trên vỉ thì thấy nó IC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 đến 24 IC. Nghĩa là nếu mà đếm theo IC này, xử lý này bác tưởng tượng nó nhiều hơn cả một con lọc hay nó nhiều hơn cả một con vang. Thông thường cái lượng IC nó không bằng nhiều một mic này được. Đấy, chưa thể nói đến con thạch anh nhá. Những bộ mic chất lượng cao ấy, hay những dòng Bayer vỉ tím nói chung thì bao giờ ấy, thạch anh rất là nhiều. Đấy, thạch anh vàng này. Cái dòng này thì khỏi bàn cãi rồi bạn. Chất mic nó thì tuyệt vời luôn rồi. Bởi cái điều quan trọng là số lượng về nhiều. Em bán cho anh em mức giá tốt cho anh em. Chỉ có 1.950.000 đồng bộ thôi ạ. Hàng đẹp xuất sắc nên là em cứ giao tận nơi, nhận hàng kiểm tra mới phải thanh toán bác nhá. Vì hàng bên em cái tay nó cũng đẹp lắm bạn. Tay da cá, chống bong, chống chắc, chống chầy. Đấy. Nguyên lẫy nha bác nhá. Các bác nhìn thấy nguyên lẫy hết này. Thịnh với đỡ cho anh cái này. Đến lên. Đấy. Tay nhôm nhá. Cầm rất là đầm luôn, dòng này củ Bayer luôn. Tiếng này rất là hay luôn bác nhá. Một mic nó đẹp thế này. Vì sao riêng mic bãi là em vẫn rất kỹ tính, bạn phải chọn những bộ đẹp. Em đến tay các bác thì nhất là vệ sinh, cái thứ hai là sạch sẽ, đời cao này. Sạch sẽ này thì độ bền nó càng cao. Và tất cả những dòng mic này được bên Hiếu Minh bảo hành đến 6 tháng bác nhá. 6 tháng. Đây giải tần là 740 790 này. Giải tần rất là cao. Vỉ tím nhá.
mặt vỉ tím này. Đấy, mặt cũng vỉ tím và ruột cũng vỉ tím. Hai hộp sóng lớn. Và báo cáo bác thì riêng đối dòng micro bãi này thì em tặng kèm cho bác đầy đủ phụ kiện, nhưng trong đó thì sẽ cái nguồn ấy, nguồn với cả dâu anten này này. Dâu anten này thì là hàng bãi thôi nhá. Nguồn dâu anten hàng bãi. Còn đâu là chống lăn với 6 ly sẽ là hàng mới, em mua mới em tặng cho anh em bác. Đấy. Thì hôm nay có lẽ là từ tuần Tết em có quay cho bác vài lô ấy, thì đây có lô tiếp theo nữa về hàng phục Tết cho anh em. Những bác nào có nhu cầu mua sắm và nhất là gửi hàng bưu điện, những bác ở xa á, gửi hàng bưu điện có lưu ý nhá, em chỉ còn đóng hàng cho anh em được thêm khoảng độ là gần 2 tháng thôi. 2 tháng là đóng hàng được nữa thôi, còn đâu là hết 2 tháng nữa là không gửi bưu điện được nữa, vì là bác chỉ đến cửa hàng thôi, vì từ tuần Tết có hơn 2 tháng mà. Nên là anh em có nhu cầu mua sắm âm thanh, nhu cầu đổi cáp, nhu cầu lâng đời đổi cáp thì liên hệ Hiếu Micro, cũng như nhu cầu trải nghiệm những bộ bãi ơi bãi bãi mà giá thành hợp lý. Chỉ đơn giản bác mua nhà em 1.950.000 này, bác chỉ đơn giản đặt câu hỏi là có chơi chán chê 125 thì cái độ hao của bác là bao nhiêu ạ. Đấy, các bác để ý những bộ micro em thâu của khách hàng đấy, nếu các bác còn giữ đẹp ấy thì em bao giờ bán được 1.3-1.4 triệu. Nhà tất nhiên là giữ đẹp là gì, thì dùng rồi, dùng được cả năm, hơn năm 2 năm rồi thì tất nhiên nó cũng phải xước xát một tí, cái vỏ là có nó cũng bạc bạc đi một tí thì vẫn bán được. Nên là nó hao được có 400-500 nghìn, nó không thấm vào đâu cả các bác đấy. Còn chờ các bác là chơi nó xước xát nhiều quá thì em nói thì có thể trừ thêm một vài trăm, nhưng câu chuyện là cái độ hao cũng như độ chất mic của nó thì không để sờ. Những bộ micro các bác mua hàng mới mở phân khúc tầm 3 triệu, hơn 3 triệu thì không bao giờ sánh được những bộ micro bạn em đang quay đây, kể cả nhà em đang bán tất cả các hàng mới, các hãng nhập khẩu bây giờ nhá. Đấy, phải nói công tâm thế. Để được cái chất mic này, các bác phải mua những cái con hàng mới nhà em đang bán, phải mức giá nó rơi vào 4.5 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu trở lên thì các bác mới có cái chất mic như con Beyer BS780 này, vỉ tím này. Đấy, đấy là điều em nhấn mạnh, cũng như ví dụ như em bán mỗi mic bãi không mời lại đi nói xấu mic mới là không được. Đây là nhà bác bên kênh em rồi. Có những bác kỹ tính, bác có thể là bác không thích cái bộ mic cũ là vì là cái nguồn bãi này này, hay bác muốn mua là mới tinh chẳng hạn, trong đập hộp chẳng hạn. Đấy, thì đây em muốn là bán tất cả phân khúc cho anh em cũng bác, nhưng mà cái điều thật sự luôn là trong lúc tầm tiền thì đây là bộ micro đáng chơi, đáng đồng tiền, đáng xuống tiền. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Micro nhá, và xin ái chào tạm biệt ạ.